anh em đợi chuẩn bị lên đường di chuyển về Nha Trang. Đáng lẽ là đây đón mình nhưng mà ta đón khúc dưới rồi. Dạ ok anh. Lần nào anh nói là em biểu diễn nha, lên ngồi sau mới sướng. Mà bấm thòm. Đúng rồi, xe ngồi sau khỏe lắm. Không. Nào muốn thử cảm giác mặt này lên đây. Dắt xe đi quay nha. Rồi anh em đi môn đi nha. Lên đường luôn, lên giáp đi. Bạn thì bây giờ đã đến cái điểm hẹn, anh em mô tô Nha Trang đón anh em Typhoon nha các bạn. Bây giờ đang chờ các xe còn lại đến. Đây các bạn, đây là Hayabusa của Nha Trang nha các bạn. Rồi. Bạn xe đang thử xe. Lisa. Rồi đây là đây các bạn. Cái bô nghe đã. Hai bô. Đặt ra bụi. Samurai đó. Cái máy sao nó nổi êm cái gì ta? Đâu đi bô đâu. Á đi cái lon này nghe hơi tê cái lon này. Mình phải bô dài quá. Nhưng mà máy nó nổi êm quá ta. Bô dài hai bô nữa êm hơn. Quá thời mấy ngàn hả? Chạy hết trường máy vậy. Ủa? Đang kia con này muốn đâu nữa. Các bạn nhìn sơ qua dàn xe của mấy anh em Typhoon và anh em Nha Trang nha các bạn. Còn những xe siêu xe quá đã. Đã lắm.
chạy thôi. Đi này bắt đầu được không? Ủa quay có bị gì không quay? À, mấy anh em nó mời anh em mua rau rồi. 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 Ok các bạn, bây giờ là anh em sẽ đi đến cái chỗ mà giao lưu giữa anh em Nha Trang và anh em Ta Phun nha bạn. Có gì Dũng sẽ tường thuật tiếp cho các bạn xem. Dạ anh em như vậy đây các bạn. Đã đến điểm nghỉ chân của anh em Nha Trang mời anh em Ta Phun cùng giao lưu. Đây là quán cà phê Chill Cà Phê Club. Thì đây giới thiệu các bạn, các anh em ngồi để mà giao lưu với nhau. Đây là sáu Phun Carbon. Bạn Lê Sa đang test thử. Rồi. Anh em giao lưu xem xe. Anh Nhật. Đây, tham quan qua cái quán, cái view của quán nha bạn. Sẵn quảng cáo cho anh em ở bên Nha Trang luôn. Đây, chủ quán đây. Đây, quán đây tên là Thịnh. Dạ, nghe. Không vấn chủ quán cái. Dạ, nghe đây. Thịnh ơi. Thịnh ơi. Thịnh luôn. Tại mới. Không, tại tại. Đây, giới thiệu với anh em, đây là bạn Thịnh, chủ quán cà phê này. Đây là số 15 Phương Cao, Phương Cao Nha Trang nha các bạn. Ai có đi ra ngoài thành phố Nha Trang du lịch thì ghé ủng hộ.
anh em mô tô Nha Trang. Sáng nào anh em tập trung lại cái thời điểm mà chưa có chút. Rồi mình xem sơ qua cái view. Đây là quầy pha chế của quán. Rồi đây cái view đẹp nha bạn. Rồi bắt tay lại cái. Rồi vô chụp hình luôn. Ok. Rồi vô. Ok. Rồi. Đây các bạn. Các bạn coi lại cái dàn xe của mấy anh em giao lưu nha. Thì trong đây có xe của Typhoon và xe của anh em Nha Trang luôn. Lisa đang thử xe. Ok các bạn, bây giờ anh em Typhoon sẽ rút về nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi một tí rồi chiều ra giao lưu với lại anh em Nha Trang các bạn. Đấy bạn, bỏ cua, bỏ hết luôn à. Có gì gửi hình qua phay anh nha. Dạ. Có kết bạn. Dạ. Có kết bạn có tên gì? Tên cái tên anh gì anh không anh gì? Đúng rồi nhưng mà tên phải tên. Dạ, Dũng Trung. Để vô chứ không là thấy nhiều quá rồi không ạ. Em lên đường luôn. Giới thiệu với các bạn là tối nay là buổi giao lưu giữa anh em Typhoon và anh em Nha Trang, mời các bạn cùng tham gia. Anh em thì không khí rất là nhộn nhịp nha anh em, do là hai team gặp lại với nhau là cho nên là đông. Nghe nói rất là dữ dội và nói chung là cái sự gọi là cái nhiều cái idol ở trong câu lạc bộ này rất là nổi tiếng. Chúng tôi nghe nói rất là nhiều, hôm nay rất là vinh dự được các anh đi sự kiện đám cưới nào đó ghé vào Nha Trang thăm và giao lưu với câu lạc bộ Chùa Khánh Hòa. Xin thay mặt câu lạc bộ Chùa Khánh Hòa xin hân hạnh tiếp đón và chào đón các anh Typhoon Sài Gòn. Vâng, cũng là một sự đam mê. Chúng ta đều là những biker, là những người đam mê phần khối lớn trẻ có, già có. Và Typhoon thì hồi giờ tôi biết nghe nói là Typhoon là gọi là 299
chạy tốc độ 299. Tôi có nghĩ là toàn những thanh niên trẻ, nhưng mà đúng thiệt, trẻ có mà già cũng có nhiều. Đa số là những anh cũng lớn tuổi chứ không phải là trẻ nữa. Rất là ngưỡng mộ, tôi rất là ngưỡng mộ. Vâng, cũng là đam mê chúng ta gặp nhau để mà chia sẻ. Hôm nay được vinh hạnh gặp các anh chia sẻ trong cái bữa tiệc của nhậu chúng ta những đam mê, những cung đường, những kinh nghiệm để rồi chúng ta kết nối với nhau. Mỗi lần các anh có đi đâu xa, đi qua cái vùng đất Nha Trang này, các anh cũng nhớ tới chúng tôi và chúng ta gặp nhau dù một ly cà phê hay là một ly bia rượu cũng là một niềm vui, niềm vinh hạnh. Vâng, hôm nay xin mời anh Tuấn Tony, xin mời anh lên đây. Vâng, chúng ta gặp nhau tại Nha Trang cũng là lòng hiếu khách và câu lạc bộ ô tô Khánh Hòa đó gửi anh chúc quà lưu niệm. Thay mặt hội mô tô giao thông cũng gửi lời chúc mừng tới hội mô tô Khánh Hòa khi mà em mô tô giao thông và nghe Khánh Hòa bắt đầu đại đông đủ cũng rất là vui trong một thời gian luôn, nhưng mà bây giờ chào lại rất là mạnh. Anh em bên đây cũng rất là chúc mừng và đây là cái chỉ lưu niệm gửi mô tô Khánh Hòa. Vâng, thay mặt anh Ngô, anh em mô tô Khánh Hòa Nha Trang xin cảm ơn anh em mô tô Tifun. Cũng đây là cũng xin tiện đây chúng ta mới gặp nhau lần đầu, giao lưu lần đầu, nghe nói nhiều nhưng mà giao lưu lần đầu nên là chúng cũng có xin giới thiệu về cái trong ban cán sự của câu lạc bộ Nha Trang. Tôi là Dòng, đội trưởng, và anh Hưng biệt danh là Hưng Sâm là đội phó. Mời anh Hưng. Là người thứ hai là anh Lưu Đại Thông hay gọi là anh Mầm Idol Nha Trang đội phó. Mời Mầm lên tổ chức là lưu điểm rồi nhường lại cho anh Tuấn. Tôi cũng có mấy món quà lưu điểm của hội mô tô đi thôi. Xin chào cho mấy anh em ban tổ chức của mô tô Khánh Hòa để lòng thành các quà lưu điểm cho anh em nhận được. Rồi, cảm ơn anh.
Ha 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 ha!